Ok em nhé, thì là mình sẽ đi lên bát nước. Mình vớt cái vòng của mình ra nhé. Đây chỉ là cái bát này. Sẽ đi lấy nước. Chỗ mình vừa xả bát đấy nhỏ. Đó. Chỗ mình vừa xả bát. Sẽ dùng cái muôi này để mình xếp đồ của mình ra. Ok. Sau khi vớt ra thì nó lại ở trong đây. Mình lại phải đi trải đấy cơ, mình phải đi trải đấy cơ anh em ạ. Đây có con này thú vẹn hôm qua. Mình đi bắt được đây. Con nó hẹo rồi nhỉ. Không biết cho nó. Giờ mình sẽ đi lấy bàn chải. Để mình đánh cái vòng của mình nha anh em. Bàn chải này. Xà phòng này. Ok anh em ơi. Dạ. Đây là chỗ rửa bát này, khung cảnh chỗ rửa bát của mình nha anh em.